386天, ngày 386. Các cháu muốn ngồi vị trí nào? Các cháu muốn ngồi chỗ nào? Hãy nghe và nhắc lại. 你们想坐哪个位置? 你 们, 想, 坐, 哪, 个, 位, 置, 你们想坐哪个位置? 你们想坐哪个位置? Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Thuận theo con đường này. 顺着这条路. Cảm giác tay rất tốt. 手感很好. Mặc lên chẳng may không vừa người làm thế nào? 穿上万一不合身怎么办? Tiếp tục đi thang máy. 继续坐电梯. Đồ đẹp giá rẻ. 物美价廉. Đi trả tiền. 去付钱. Người Đài Loan. 台湾人. Quán đồ nướng. 烧烤店. Không có việc gì, không sao. 没事儿. 10 phút. 10 phút. Yên tâm, sẽ không hối hận đâu. 放心,不会后悔的. Càng nhiều càng tốt. 越多越好. Buôn bán tốt nhé, buôn bán tốt ạ. 好买. Quay lại mua. 回头买. Ăn sạch rồi. 吃光了. Ngày trước ăn nhiều rồi. 以前吃多了. Sợ. Pa. Không ăn nổi lẩu nữa. Chưa bú xả hồ cua. Đặt chỗ trước. Thí chén yu định vị trí. Vì để bảo đảm. Vì là bảo hiểm chỉ kiện. Ngày làm việc. Công việc.